trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây ông Zelensky sắp kéo NATO và cuộc chiến quy mô lớn với nga bị lên tiếng sau khi Ukraine đột kích quy mô lớn vào lãnh thổ nga Israel tuyên bố sẽ loại bỏ tần lãnh đạo chính trị Hamas Trung Quốc đề xuất ý tưởng giải quyết xung đột ở Gaza ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Baba Yaga là tên gọi chung của quân đội Nga dành cho một số loại UAV ném bom của Ukraine. Những máy bay không người lái này mang theo loại bom nặng hơn nhiều so với các loại máy bay không người lái dân dụng nhỏ thường bay vào ban ngày nếu như những UAV mang bom nhỏ thường mang theo một quả lựu đạn cầm tay hoặc loại vũ khí có kích thước nhỏ, thì Baba Yaga có thể thả các quả mìn nổ chống tăng TM-62 nặng 9,5 kg vào các vị trí của đối phương. Do có kích thước lớn và động cơ rotor gây tiếng ồn, có thể nghe thấy từ khoảng cách hơn 1,6 km nên Baba Yaga dễ trở thành mục tiêu tấn công vào ban ngày. Vì vậy, Ukraine thường sử dụng UAV này vào ban đêm một số thông tin cho biết Baba Yaga rất khó bị gây nhiễu và để bắn hạ UAV này cần phải sử dụng súng phun lửa. Baba Yaga được trang bị các đĩa thu tín hiệu để thu sóng radio và thiết bị gấp để lấy một số vật phẩm của đối phương sau một cuộc tấn công. UAV này đã gây không ít e sợ cho quân đội Nga. Trong những tháng gần đây, Nga đã tìm ra những cách thức hiệu quả hơn để đối phó máy bay ném bom ban đêm của Ukraine. Các chiến thuật của Nga đã khiến Ukraine mất một số lượng lớn UAV-33 Nhưng chuyên gia Michael Kaufman, thành viên cấp cao trong chương trình Nga và Á-Âu thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Mỹ, cho rằng ngay cả khi chịu tỷ lệ tổn thất cao, 33 Yaga vẫn là một trong những máy bay không người lái tấn công hiệu quả nhất mà Ukraine có được. Hiện, các kỹ sư Ukraine đang nỗ lực làm việc để cải tiến vũ khí của máy bay không người lái và đưa công nghệ này lên một tầm cao mới bằng việc ứng dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật tiên tiến. Tuần trước, kênh Telegram của quân đội Ukraine có tên là Van Gogh đã chia sẻ hình ảnh về UAV-33 Iaga bị bắn hạ mang theo một loại vũ khí có ký hiệu BK-30F dựa vào đặc điểm nhận dạng như các lỗ xung quanh mũi đạn và phần cánh có thể chuyển dịch được, các chuyên gia cho rằng đây là một loại vũ khí có dẫn đường. Điều này có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc chiến UAV. Thông thường, các UAV mang bom phải thực hiện việc ném bom ngay phía trên mục tiêu ở độ cao thấp để đảm bảo độ chính xác. Van Gogh lưu ý, ngay cả khi thả từ độ cao 80 mét, thì tỷ lệ trúng mục tiêu chỉ đạt khoảng 50%, nhưng bom dẫn đường có thể được thả từ khoảng cách xa hơn hoặc ở độ cao lớn hơn nhiều, giúp UAV tránh xa các hệ thống phòng thủ của đối phương. Đây cũng là chiến thuật mà máy bay ném bom của Nga sử dụng để thả bom lượn xuống cách vị trí Ukraine cách xa tầm 32 km để tránh tên lửa đất đối không. Giới phân tích cho rằng, Ba Ba Iga một khi mang bom dẫn đường có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách đáng kể, nằm ngoài tầm hoạt động của phương tiện gây nhiễu hoặc các tay súng bắn tỉa. Trang web Cát Uso cho rằng BK-30F là một loại bom dẫn đường được thiết kế để tấn công vị trí của lực lượng bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ. Bom sử dụng đầu đạn phân mảnh mạnh HE Frag. Theo Cát Uso, BK-30F có thể là biến thể của đầu đạn RK-30F của tên lửa chống tăng sách tay RK-3 Kosa do Ukraine sản xuất. RK-3 Kosa là loại tên lửa dẫn đường bằng chùm tia laser được thiết kế để xuyên thủng giáp hạng nặng và các công trình kiên cố. Chúng khác biệt so với tên lửa dẫn đường bằng đầu dò laser bán chủ động như Hellfire. Trong đó, người vận hành đặt một điểm laser vào mục tiêu và đầu dò tên lửa sẽ tự dẫn đến mục tiêu đó. Đối với RK-3 COSA, chùm tia laser được sử dụng để truyền tín hiệu điều khiển đến tên lửa dựa vào vị trí mà người vận hành đặt đường ngắm. Nó có bộ thu laser ở phía sau để liên lạc với người vận hành thay vì nhìn vào mục tiêu ở phía trước. Đây là lý do mặt trước của tên lửa RK-3 COSA không có cảm biến nào. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Chen Telenko thì cho rằng BK-30F có thể sử dụng thiết bị dẫn đường bằng quang học. Hiện thông tin chi tiết về BK-30F vẫn còn là bí ẩn, vẫn chưa rõ tầm bắn, độ chính xác cũng như sức mạnh đầu đạn của vũ khí này. Nhưng nhiều khả năng, nó sẽ giúp gia tăng đáng kể khả năng sát thương và tính linh hoạt của Baba IAGA và tiếp tục đặt ra nhiều thách thức lớn cho quân đội Nga. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn bài viết trên Telegram của quyền thống đốc Kursk Alexei Siminov như sau. Tình hình hiện nay ở các khu vực biên giới của Kursk rất khó khăn. Tôi quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Kursk để loại bỏ hậu quả của cuộc xâm nhập của lực lượng đối phương. Người đứng đầu tỉnh Kursk cho biết nhà chức trách địa phương cũng đã lập văn phòng tác chiến và các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp đã được chuyển sang chế độ hoạt động tăng cường 24 giờ. Trước đó, quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích quy mô lớn vào vùng Kursk của Nga trong thủng biên giới ở nhiều địa điểm. Cuộc tấn công tập trung vào thị trấn Sút cách biên giới 9 km. Theo chính quyền địa phương, hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới. Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine có hành động thách thức lớn sau khi tới 1.000 binh sĩ Ukraine và nhiều khí tài hạng nặng gồm cả 11 xe tăng, 20 xe bọc thép chở quân do Mỹ sản xuất vượt biên giới gần Sút Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Cơ quan an ninh liên bang nga FSB và lực lượng bảo vệ biên giới nga đã đẩy lùi cuộc tấn công và loại bỏ 16 xe bọc thép của ukraine, gồm 6 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bọc thép chở quân, 3 xe chiến đấu bọc thép Kozak và 1 xe kỹ thuật. Theo BBC, các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ nga cực kỳ hiếm kể từ khi moscow mở hoạt động quân sự ở ukraine. Bình luận về thông tin trên, thư ký báo chí nhà trắng karin jean nói chúng tôi sẽ liên hệ với quân đội Ukraine để tìm hiểu thêm về mục tiêu của họ. Theo trang web của Nhà Trắng, whitehouse.gov, bà Jean Pierre lưu ý rằng Mỹ ủng hộ các hành động hợp lý của Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng nói rằng Washington đang liên lạc với Kiev về vấn đề này. Ông nói, thật hơi quá khi họ gọi đó là hành động khiêu khích vì Nga đã vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Người phát ngôn này nhấn mạnh rằng không có gì thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với việc Ukraine sử dụng các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp. Từ tháng 5, Washington đã cấm ép sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sang biên giới Nga. Moscow vừa qua cho biết họ đang phải đối mặt với một cuộc xâm nhập qua biên giới ở quy mô chưa từng có từ lực lượng quân đội Ukraine. Thông tin đầu tiên được công bố khi quyền thống đốc vùng Kursk, Alexey Smirnov báo cáo rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng vượt qua biên giới vùng Kursk. Ông Smirnov viết trên mạng xã hội Telegram rằng tình hình khó khăn và ông kêu gọi cư dân hãy trú ẩn trong phòng có tường chắc chắn và không có cửa sổ. Theo ông Smirnov, hơn 2.000 người đã sơ tán khỏi các khu vực biên giới, một số với sự trợ giúp của các nhóm cứu hộ kể từ khi khủng hoảng bắt đầu. Chính quyền Kursk đã cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, có tới 300 binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Cơ giới 22 với sự yểm trợ của 11 xe tăng và hơn 20 xe thiết giáp chiến đấu đã tổ chức tấn công các đơn vị biên phòng của Nga gần Nikolaev, Darino và Olesnia ở tỉnh Kursk. Phía Nga cho biết họ đã phản kích và gây thiệt hại cho đối phương thông qua việc sử dụng hiệu quả lực lượng không quân bình luận về vụ việc Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine thực hiện hành động thách thức quy mô lớn đối với Nga khi tìm cách xâm nhập vào vùng Kursk. Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ, ông Putin cho rằng quân đội Ukraine đang tiến hành bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa, vào nhà dân, xe cứu thương. Tổng thống Nga cho hay ông thường xuyên được Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan chính phủ liên quan cập nhật tình hình. Ông cũng giữ liên lạc với ông Smirnov và cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền vùng Kursk để giúp họ giải quyết tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, giới chính trị và quân sự Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công trên do họ áp dụng chính sách không xác nhận hoặc phủ nhận hoạt động quân sự trên đất Nga. Tuy nhiên, Andriy Kovalenko, một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng Quốc phòng An ninh của Ukraine, đã nói bóng gió rằng Nga đang phát ngôn không đúng về việc họ chặn được lực lượng Ukraine đột kích xuyên biên giới Nga ông này viết trên telegram rằng nga không kiểm soát được biên giới theo nbc news mặc dù ukraine chưa thừa nhận cuộc tấn công nhưng đây vẫn là mốc đánh dấu một sự thay đổi chiến lược đáng kể trong thời điểm lực lượng của kiev đang vật lộn để giữ vững lãnh thổ then chốt trên các tuyến đầu ở phía đông của đất nước điều đó đã đặt ra các câu hỏi về lý do tại sao ukraine có thể đã phát động một cuộc xâm nhập vào lãnh thổ nga với quân đội chính quy trong thời điểm các quan sát viên quân sự cho rằng họ đang rút binh sĩ và vũ khí ở vùng phía đông dễ tổn thương đặc biệt gần các thị trấn pokrovsk và toresk ở khu vực donetsk theo một số nhà phân tích của nbc news có thể ukraine đang cố gắng làm phân tâm sự chú ý của moscow buộc họ phải tái bố trí quân đóng ở khu vực biên giới hoặc có thể cuộc tấn công là một ngón đòn công khai nhằm mục đích thu hút sự chú ý và đưa cuộc xung đột trở lại với chương trình nghị sự quốc tế không giống như cuộc phản công vào năm ngoái của Ukraine, cuộc tấn công mùa hè của Nga không được thông báo trước. Giai đoạn ác liệt nhất của nó diễn ra ở khu vực Donbass và tỉnh Kharkov trong suốt 3 tháng qua. Đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và nhân lực, Ukraine đang mất dần lãnh thổ kể từ khi thất thủ ở Adipka vào tháng 2 năm 2024. Hiện nay, mỗi ngày Kiev phải rút lui khoảng 1 km, giao tranh ngày càng dữ dội dọc toàn bộ tiền tuyến. Nga đã xây dựng được một số chiến thuật hiệu quả, lực lượng áp đảo bom lượn và ưu thế về đạn pháo với tỷ lệ 4-1 của Moscow đã góp phần phá hủy các vị trí của Kiev. Máy bay không người lái nhanh chóng gây nguy hiểm cho những con đường tiếp tế quan trọng cách xa nơi giao tranh. Ông Shohi Tsikorsky, một sĩ quan thuộc lữ đoàn 59 cho hay, họ đang tấn công vào các điểm yếu của chúng tôi dọc toàn bộ tiền tuyến. Nga dường như đang nhắm vào các đơn vị của Ukraine có tinh thần chiến đấu kém, đồng thời sử dụng các chiến dịch tuyên truyền và đạn pháo để tiếp tục làm suy yếu họ. Những bước lùi gần đây của Ukraine thúc đẩy các chỉ huy cấp cao từ các nhà quản lý khủng hoảng đến giải quyết tình hình và đã đạt được một số thành quả. Trong đó có đại tá Pablo Fedoseko, người đã hai lần đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga. Gần đây nhất, sự xuất hiện của ông tại Krasnogorovka, một trong các khu vực còn quan trọng hơn, đã góp phần vào sự ổn định ở đây. Ukraine hiện đang ngăn Nga tiến xa hơn và vẫn kiểm soát khoảng 10% thị trấn đó. Đại tá Pablo Fedosenko nhận định, chúng ta cần giành lại thế chủ động, nếu không, họ sẽ tiếp tục ra điều kiện. Trong khi đó, đài RTVI mới đây cho hay, tình hình ở vùng Kursk của Nga vẫn đang căng thẳng sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo về cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine. Quân đội Ukraine vẫn đang cố thủ ở khu vực biên giới sau khi tìm cách đột phá vào lãnh thổ Nga. Tình hình dự báo trong vài ngày tới sẽ rất khó khăn. RTVI cho hay, lực lượng Ukraine gần đây đã kéo một lượng đáng kể quân dự bị lên vùng Sumy giáp biên giới với Nga để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Đi kèm với quân dự bị là số lượng lớn các đơn vị pháo binh và UAV. RTVI dẫn thông tin từ cựu nhân viên văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga Mikhail Zovinchuk cho biết. Tình hình ở quận Suzansky, vùng Kurs vẫn đang căng thẳng. Quân đội Ukraine đã giành được một số vị trí ở khu vực biên giới, bất chấp các cuộc tấn công và không kích dữ dội của Nga. Lực lượng Ukraine đã giải minh trên cao tốc Suzza-Belitsa, làm phức tạp thêm việc sơ tán cư dân và chuyển quân của lực lượng Nga. RTVI dẫn thông tin từ Riba, kênh Telegram chiến sự nổi tiếng của Nga cho hay, Ukraine đang tiếp tục chuyển quân dự bị tới biên giới. Tổng cộng, Bộ Chỉ huy Ukraine đã tập trung tới 2.000 binh sĩ theo các đội hình dọc biên giới. Trong phát biểu ngày 7 tháng 8, bà Maria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, gọi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga là hành động khủng bố chống lại dân thường. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đồng thời cho biết, chính quyền và quân đội Nga đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân và ổn định tình hình trong khu vực. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã điều động quân dự bị tới vùng Kursk để ngăn chặn các nỗ lực tấn công tiếp theo của Ukraine. Cầu Crimea dài 19 km bắc qua eo biển Kursk là đường nối trực tiếp duy nhất giữa mạng lưới giao thông của Nga với bán đảo Crimea khu vực thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014. Cây cầu hiện giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và các sản phẩm khác cho bán đảo Crimea, nơi trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga đặt tại thành phố cảng Sevastopol. Theo ông George Barros, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, Mỹ, nếu cầu Crimea bị hư hại nghiêm trọng, nó sẽ tác động đáng kể đến hoạt động tiếp tế của Nga. Hãng tin Ukraina Ukraineform mới đây dẫn nguồn tin cho biết Nga có thể đang xây thêm một cây cầu mới nằm gần cầu Crimea. form đăng các bức ảnh được tung lên mạng mô tả là Nga đang xây công trình mới gần cầu hiện tại. Theo nguồn tin, cây cầu mới này được xây dọc theo cầu cũ và cọc đã được đóng xuống. Nga chưa bình luận về thông tin này. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tháng, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết mọi công việc đang được tiến hành để phá hủy cầu cớt nối đất liền Nga với bán đảo Crimea mà Moscow sắp nhập vào năm 2014. Theo đó, Kiev nỗ lực lập kế hoạch phá hủy cầu với cách tiếp cận toàn diện. Các phương án gồm cả tấn công tầm xa, các quan chức cấp cao, gồm cả nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, từng tuyên bố họ liên tục nỗ lực phá hủy cây cầu nối giữa bán đảo Crimea và vùng Krasnodar là do nó có giá trị hậu cần đáng kể đối với quân đội Nga. Kể từ khi xung đột Ukraine gia tăng vào năm 2022, Kiev cũng từng cố gắng phá hủy cây cầu bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, máy bay không người lái chứa thuốc nổ hoặc xe chứa thuốc nổ. Trong các lần đó, cầu bị hỏng hai lần, cả hai lần đều có người thiệt mạng. Gần nhất, hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 10 tên lửa Atak MS do Mỹ cung cấp đang bay theo quỹ đạo hướng tới cầu Krum. Moscow nhiều lần lên án việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev, cho rằng điều này chỉ kéo dài cuộc xung đột và khiến các nước phương Tây trở thành một bên tham chiến. Các quan chức Nga cũng cho rằng Kiev ngày càng đẩy mạnh chiến dịch phá hoại và ném bom do thất bại trên chiến trường. Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Giữa những thất bại ở tiền tuyến, Kiev đang nỗ lực chiếm giữ các vùng lãnh thổ biên giới, tấn công các khu vực hòa bình, sử dụng hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cố gắng tấn công bằng tên lửa vào cầu Crimea và cả bán đảo. Theo hãng tin AFP, vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng nước này quyết tâm loại bỏ tân lãnh đạo chính trị Hamas, Yahya Sinwar, người vừa được bổ nhiệm thay thế lãnh đạo Ismail Haniyeh, bị ám sát hồi tuần trước. Ông Netanyahu nói, chúng tôi đã chuẩn bị cả về mặt phòng thủ và tấn công. Trong một phát biểu trên X, tên cũ là Twitter, Ngoại trưởng Israel, Israel Kass nói rằng việc bổ nhiệm ông Yahya Sinwa làm lãnh đạo mới của Hamas thay thế ông Ismail Haniye một lần nữa là lý do thuyết phục để nhanh chóng loại trừ ông ta và xóa sổ tổ chức này khỏi trái đất. Còn người phát ngôn lực lượng phòng thủ Israel, IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố trên kênh tin tức Al Arabiya rằng Ông Sinoa là kẻ khủng bố, nhân vật chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhất lịch sử. Trong khi đó, Tổng thống Mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Haji Halevi tuyên bố lực lượng Israel sẽ tìm ra ông Sinoa, tấn công ông này và buộc Hamas phải thay lãnh đạo mới. Lời cảnh báo của Israel được đưa ra trong bối cảnh Israel đang chờ đợi một đòn trả đũa tiềm tàng từ Iran và các lực lượng thân Iran sau cái chết của lãnh đạo chính trị Hamas, Haniyeh, mà Iran cho là bị Israel ám sát. Về phần tân lãnh đạo chính trị Sinoa, Israel coi ông này là kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel vào tháng 10 năm ngoái. Một thành viên cấp cao của Hamas nói với AFP rằng việc Hamas lựa chọn ông Sinoa làm lãnh đạo chính trị đã gửi đi một thông điệp rằng nhóm này sẽ tiếp tục con đường kháng cự. Phòng trào hẹo Bola ở Liban chúc mừng ông Sinoa và gọi đây là thông điệp cho thấy đối phương thất bại trong việc đạt được mục đích khi ám sát các thủ lĩnh và nhân vật cấp cao của Hamas. Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ không im lặng trước những hành động chống lại lợi ích và an ninh của nước này. Ông Pezeshkian đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm ngày 7 tháng 8 với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào tuần trước. Truyền thông Iran dẫn lời ông Pezeshkian cho biết tại cuộc điện đàm, tân Tổng thống Iran nêu rõ nếu Mỹ và các nước phương Tây thực sự muốn ngăn chặn xung đột trong khu vực họ buộc phải gây sức ép để Israel chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, ngừng các cuộc tấn công tại giải Gaza. Cùng ngày, quyền ngoại trưởng Iran Ali Bagri Kani đã trao đổi quan điểm về vụ ám sát ông Haniye với hai người đồng cấp Anh và Áo. Trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Anh, ông Kani cáo buộc những hành động của Israel là nguyên nhân gây ra bất ổn trong khu vực. Về phần mình, ngoại trưởng Anh Lamy cho rằng vụ ám sát ông Haniye là bước thụt lùi trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông kêu gọi Iran tự kiềm chế, đồng thời cảnh báo hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra nếu các bên liên quan không kiềm chế. Theo một cuộc thăm dò toàn quốc công bố, lần đầu tiên trong những năm gần đây, đa số người Mỹ phản đối điều binh sĩ đến bảo vệ Israel nếu nước này bị các nước láng giềng tấn công. Theo tờ Washington Post, cuộc khảo sát của Hội đồng Chicago về vấn đề toàn cầu cho thấy tỷ lệ phản đối là 55%. Trong khi có 41% ủng hộ động thái này, những người theo Đảng Cộng hòa có xu hướng ủng hộ động thái này nhiều hơn, trong đó 55% nói rằng họ ủng hộ điều binh sĩ bảo vệ Israel, trong khi có 35% người theo Đảng Dân chủ và người không theo đảng nào ủng hộ điều binh sĩ. Kết quả khảo sát này được đưa ra khi có nhiều mối đe dọa đang bổ vệ Israel, trong đó có mối đe dọa từ Iran, nước tuyên bố sẽ trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh. Ngoài ra, Israel còn đối mặt với mối đe dọa khi các cuộc giao tranh với Hezbollah ở biên giới phía Bắc với Liban có thể biến thành cuộc xung đột toàn diện. Cuộc thăm dò nói trên được thực hiện trực tuyến trước vụ ám sát ông Haniyeh và trước khi Iran đưa ra tuyên bố đáp trả. Khảo sát này được thực hiện với 1.056 người Mỹ trưởng thành với tỷ lệ sai số là cộng hoặc trừ 3,2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò của Hội đồng Chicago cho thấy tỷ lệ người Mỹ ủng hộ điều binh sĩ đến bảo vệ Israel đã giảm kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra, mặc dù không rõ liệu xu hướng giảm này có liên quan cụ thể đến cuộc xung đột ở Gaza hay không? Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ điều binh sẽ đến bảo vệ Israel nếu các nước láng giềng tấn công nước này 41% là thấp nhất kể từ khi Hội đồng Chicago bắt đầu đặt câu hỏi tương tự vào năm 2010. Năm đó, 47% người Mỹ cho biết họ ủng hộ điều binh sẽ bảo vệ Israel. Và năm 2012, 49% ủng hộ động thái này và vào năm 2014, 45% ủng hộ. Trong năm 2015, 2018 và 2021 tỷ lệ ủng hộ là 53%. Cuộc thăm dò của Hội đồng Chicago cũng cho biết có 56% người Mỹ phản đối điều động binh sĩ Mỹ nếu Iran tấn công Israel, trong khi 42% ủng hộ sử dụng binh sĩ trong tình huống này. Việc sử dụng binh sĩ Mỹ trên bộ để bảo vệ Israel trước đối phương gần đây chưa được đề cập nhiều, nhưng dù sao đây cũng là một vấn đề nhạy cảm đối với công chúng Mỹ. Khi Mỹ xây dựng một bến tàu nổi ngoài khơi giải Gaza để chuyển thêm viện trợ cho người dân Palestine, chính quyền Mỹ đã nói rõ rằng sẽ không có binh lính Mỹ nào có mặt trên bộ ở Gaza. Kết quả cuộc thăm dò trên cùng với các cuộc thăm dò khác cho thấy công chúng Mỹ tỏ ra không hài lòng với Israel. Theo một cuộc thăm dò của Gallup công bố vào tháng 3, hầu hết người Mỹ không tán thành hành động quân sự của Israel, trong đó 55% không tán thành và 36% tán thành. Trong những tuần gần đây, Israel và Hamas thông qua các bên trung gian, bao gồm Mỹ và Qatar, đã tiến triển trong đàm phán một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và trao trả các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa đạt được và việc sát hại ông Haniyeh có thể khiến các cuộc đàm phán đi chảy hướng. Về phần mình, Israel đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để đối phó với cuộc tấn công trả đũa của Iran và các lực lượng thân Iran. Bộ Ngoại giao Israel đã phát hành một tài liệu cho tất cả các đại sứ quán nước này trên toàn thế giới để sẵn sàng đưa ra phản ứng trong trường hợp Israel đáp trả các cuộc tấn công của Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, cả Iran và Israel đều nên tránh gia tăng xung đột ở Trung Đông. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho hay cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel là tuyệt đối, nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của đối phương. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh nước này mong đợi Iraq sẽ có hành động thích hợp đối với những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào căn cứ không quân Al-Assad khiến nhiều binh sĩ bị thương vào đầu tuần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố mới đây rằng khi các vụ tấn công xảy ra trên đất Iraq, trước tiên chúng tôi sẽ trông chờ vào chính phủ Iraq để hành động. Nhưng như chúng tôi đã thể hiện trong các trường hợp trước đó, chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ quân đội của mình và thực hiện các biện pháp của riêng mình để buộc các nhóm tấn công nguy hiểm phải chịu trách nhiệm nếu chúng tôi không thấy phản ứng thích hợp từ chính phủ Iraq. Đồng thời nói thêm, quân đội Mỹ có mặt tại quốc gia này theo lời mời của Baghdad. Trước đó, theo đài Sputnik, ít nhất 5 binh sĩ Mỹ và hai nhà thầu quốc phòng của nước này đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng hai quả tên lửa vào căn cứ không quân Al-Assad ở tỉnh Anba, miền Tây Iraq, nơi quân đội Mỹ đang đồn trú. Hiện tất cả đều trong tình trạng ổn định, giới chức vẫn đang tiến hành điều tra cuộc tấn công trên trong một tuyên bố bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin và người đồng cấp israel joab galan đã gọi cuộc tấn công vào căn cứ không quân mỹ tại iraq là một động thái gia tăng nguy hiểm đồng thời quy trách nhiệm cho iran và lực lượng dân quân cia về phần mình quân đội iraq cho biết các lực lượng an ninh đã thu giữ một chiếc xe tải chở nhiều tên lửa được sử dụng để tấn công căn cứ không quân al assad theo một tuyên bố của cơ quan truyền thông an ninh trực thuộc bộ tư lệnh tác chiến chung iraq sau khi xảy ra vụ tấn công, lực lượng an ninh đã ngay lập tức lục soát khu vực xung quanh và tìm thấy một chiếc xe tải chở 8 quả tên lửa chưa nổ, sẵn sàng chờ khai hỏa tại thị trấn Haditha gần đó, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía tây bắc. Theo nguồn tin này, các quả tên lửa đã được các chuyên gia về chất nổ tháo rỡ. Tuyên bố nói thêm rằng quân đội Iraq phản đối mọi hành động và hành vi liều lĩnh nhắm vào các căn cứ quân sự, các phái bộ ngoại giao và địa điểm của các cố vấn liên quân quốc tế cũng như mọi mục tiêu có thể gây ra căng thẳng trong khu vực. Lực lượng an ninh Iraq hiện vẫn đang truy đuổi những kẻ thực hiện vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân an assad Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập và Jordani để trao đổi về tình hình Trung Đông. Khi điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Di cư và các vấn đề kiều dân Ai Cập, Bad Abdelati, Ông Vương Nghị cho rằng vụ ám sát nhà lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran đã đẩy tình hình khu vực vào tình thế nguy hiểm hơn. Ông tuyên bố Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ hành động này, cho rằng vụ ám sát đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên Hợp Quốc, xâm phạm chủ quyền và phẩm giá của Iran, phá hoại nghiêm trọng các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và khiến lệnh ngừng bắn ở Gaza ngày càng trở nên khó đạt được. Theo ông Vương Nghị, hành động đáp trả sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn và việc lấy bạo lực đáp trả bạo lực sẽ chỉ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn. Ông cho rằng không nên có tiêu chuẩn kép trong cuộc xung đột ở Gaza. Ông đã đề xuất sáng kiến 3 bước để giải quyết cuộc xung đột, gồm đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện, thúc đẩy quản trị Gaza sau xung đột theo nguyên tắc người Palestine quản lý Palestine và thực hiện hiệu quả giải pháp hai nhà nước. Ông Vương Nghị cũng lưu ý rằng Trung Quốc sẽ tăng cường đoàn kết với các nước Ả Rập, nỗ lực cùng với các bên tránh để tình hình gia tăng và xấu đi về phần mình theo bộ ngoại giao trung quốc ông abdelati bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của ai cập về tình hình gia tăng ở gaza đồng thời cho rằng vụ ám sát ông haniye đã khiến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn trở nên khó khăn hơn thậm chí có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực theo ông khu vực này không thể chịu đựng thêm xung đột và bất ổn nữa đồng thời hy vọng duy trì phối hợp chặt chẽ với trung quốc để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa ngoại trưởng vương nghị cũng đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và kiều dân Jordani Ayman al -Safadi. Ông cho rằng vụ ám sát đã phá hoại tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza và khiến tình hình khu vực căng thẳng. Theo ông, chìa khóa để tránh tình hình xấu đi và gia tăng là sớm đạt được lệnh ngừng bắn đầy đủ và lâu dài ở Gaza và cộng đồng quốc tế có tiếng nói nhất quán hơn và tập hợp thành lực lượng chung về vấn đề này. Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Jordani để cùng thúc đẩy các bên liên quan xuất phát từ đại cục hòa bình, ngừng các hành động làm leo thang tình hình và sớm nối lại đàm phán ngừng bắn. Trung Quốc sẽ tiếp tục sát cánh cùng các nước Ả Rập, ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và đầy đủ ở Gaza, tránh leo thang xung đột và đối đầu hơn nữa, thúc đẩy tình hình ở Trung Đông nhanh chóng hòa hoãn. Trong khi đó, ông Safadi cho rằng vụ ám sát thủ lĩnh Hamas đã làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông và khiến tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần hành động ngay lập tức để tránh xung đột, ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, sớm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và cuối cùng là thực hiện việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập thông qua giải pháp hai nhà nước. Ông Safadi cho biết Jordan sẵn sàng duy trì liên lạc với Trung Quốc, đồng thời kỳ vọng và tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn